Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là trưa ngày thứ 7, ngày 1 tháng 4 2023. Thì ngày đầu tiên của tháng 4, chúc anh em có tháng mới làm việc nhiều thành công ha, nhiều may mắn. Và ta hẹn nhau cuối tháng để cùng vui chơi những ngày lễ nha anh em. Trước mặt anh em là một cái đống hỗn độn bề bộn. Trong đó có hàng mới về của ông giám đốc MK mới chở xuống cho mình. Thêm một chuyến nữa, 68400. Chuyến đó là chỉ có 68400 không, không có cái gì hết. Lý do mình lấy cái này nhiều là tại vì anh em đăng ký cái này, nói chung là anh em rất thích cái này. Thứ nhất là anh em đem đi lắp mấy công trình, mấy anh công trình anh lấy nhiều. Mà mấy anh công trình thì lấy số lượng lớn không. Cái thứ hai nữa là mọi người đã mua cái này xài cũng mấy trăm cây rồi mà chưa có ai phản hồi xấu về cái đèn này hết. Đảm bảo với anh em luôn, chưa có ai phản hồi xấu luôn. Anh em có thể lục lại tất cả những cái video mình quay 68400, chưa có ai comment xấu về cái đèn này hết. Xấu thì có, comment xấu thì có nhiều loại lắm anh em. Chê đèn không sáng, rồi ví dụ như là cái đèn không sáng nguyên đêm, hay là cái đèn sạc không đầy gì đó, có nhiều loại chê, nhưng mà cây này là chưa thấy cái phản hồi xấu nào hết. Cây này xài rất là tốt. Giá thị trường là 1.700.000 ha, mình đang bán anh em 1.300.000. Phí ship 50.000, 1.350.000, anh em nhanh tay sở hữu nha. Đó, mình bán rẻ được là tại vì ông giám đốc ông cho hàng mình bán thật là ok, cho mình bán quảng cáo nha. Thì hàng này không phải là hàng tồn, hàng ế hay gì đâu mọi người. Hôm bữa cũng có anh hỏi đó, hàng gì mà sao mà khuyến mãi là sao. Thì hàng này là ông mới ráp ngày qua anh kia luôn nè, ông chở xuống mình luôn. Mình ông quay cái xưởng của ông luôn á. Có nghĩa là nhập linh kiện từ Trung Quốc về công ty MK, ông ráp cái, ông ráp được 100 bộ là ông gửi mình, ông chở xuống mình 100 bộ nè, rồi bữa nay ông tiếp tục ráp nữa. Rồi ông chở đâu đó, ông nghe ông nói vậy đó. Nghĩa là ráp tới đâu chở giao tới đó anh em, mới tính luôn nha. Chứ không có tồn kho gì hết nha mọi người ha. Cho nên anh em mua 68400 thì liên hệ lẹ đi. Có 1.300.000 cây em bán, mọi người có thể search lên mạng ha, nó là 1.700.000 đó. Nhưng mà em bán 1.300.000 phí ship 50.000 nha. Thì em trở lại với những cái đơn hàng của ngày hôm nay. Thì cảm ơn mấy anh em tối hôm qua với lại sáng này cũng đã rất tích cực ghé thăm cái kênh của em và đăng ký hàng quá nè anh em. Đó. Đó, cũng đăng ký lùm la này không. Đó, ở trong đây có hai cái lưu carbon 5.0 với hai cái xanh 1.000, hai cái GD 1.000. Đó. Thì tổng đơn hàng là 9 triệu gửi cho anh Lễ ở khu phố 3 Cần Giuộc Long An ha. Thì hồi tối em có quay sơ cái này rồi. Giờ em quay lại quá trình em gói nè. Đây, hai cái lưu carbon 5.0. Cái thùng này là 4.500.000 nè. Nặng lắm nha mọi người. Rin không nổi đâu, cái này shipper yếu là rin không nổi đâu. Nặng dữ lắm. Còn hai cái CD 1.000 nè. Cũng 4.500.000 thùng luôn, hai thùng này là 9 triệu. Đó, đèn nè, đèn khủng ha. Đèn lớn nhất mà trong nhà em bán rồi đó. Ngoài thị trường thì nó chưa lớn nhất, mà trong nhà em thì hai cái 5.0 và CD 1.000 này là lớn nhất. Ở cục này có hai cái, cục kia có hai cái nha. Đó, cảm ơn anh Lễ rất nhiều ha. Rồi tiếp theo một cái GD lòi 300 gửi cho anh Nguyên ở Tân Hòa, Vĩnh Tân, Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Đây, một cái gương lòi 300W, giá 1.450.000, phí ship 60.000. Đó. Thì cái này người nhận là nghe lạ lạ vậy thôi chứ cái người mua thì quen lắm. Cái người mua là người con gửi về quê nè. Này gửi về quê. Anh ở xì phố, anh mua hàng mình mấy lần, hình như anh Cường hay gì đó. Cái này là anh mua, anh gửi về quê để cho gia đình sử dụng ha. Lúc trước anh có lấy gương cầu lò anh trải nghiệm rồi, anh thấy cũng được đó. Vừa nay anh mới quay lại anh ủng hộ, anh gửi về gia đình. Thì do gửi về gia đình cho nên là anh đã chuyển khoản tiền bạc xong hết rồi. Giờ mình gửi với giá phí thu là 0 đồng ha. Tiền bạc thì anh đã bắn ngàn qua rồi. Rồi một cái sinh 1.000 nè. Sinh 1.000 giá đang bán là 5.200.000. Gửi cho anh Quốc Khánh ở Lê Hồng Phong, phường 3, thành phố Sóc Trăng ha. Đây. Xanh 1.000 là xanh bám tải áp thấp nha. Xanh này mọi người có thể dùng hai mục đích. Mục đích thứ nhất là quà lưới bám tải để kéo tiền điện chúng ta ban ngày. Cái thứ hai là anh em có thể quà cả ngày lẫn đêm, dựa vào một hệ ắc quy và một con MPPT. Những cái công năng đó thì trên YouTube có rất là nhiều anh em làm video, cho nên mình không có làm video nha. Không làm video những cái công năng đó nữa. Mình chỉ giới thiệu mình có bán xanh 1.000 thôi. Ngày qua mình cũng có quay video test cái con đó, test thôi. Chứ mấy cái công năng đó thì mình không có nói kỹ nữa. Tại vì mình thấy mấy anh kia làm quá chi tiết à. Mình có làm lại nữa cũng làm giống mấy anh kia, thôi làm chi.
mọi người có thể tham khảo những cái video YouTube nha. Xanh 1.000 giá 5 triệu 2 bao ship. Đó. Rồi một con sua rất là nhỏ gửi cho chị Thấm ở Thới Lợi 1, Thới Thuận, Bình Đại, Bến Tre. Nè, sua điều khiển sạc BWM nè. 200 ngàn. Phí ship 30 nữa là 230. Đó. Thì hàng nhỏ xíu vậy cũng bán. Thậm chí dây điện anh em mua mình cũng bán ha. Rồi mấy cái ray bass kẹp gì đó mọi người mua em cũng bán luôn nè. Đã có bịch ray nè. Có bịch ray nào em cũng bán luôn. Đó. Nếu mà còn hàng là cái gì em cũng bán hết. CB đồ 100 ngàn, 80 ngàn đồ em bán luôn. Đó. Anh em cần gì thì cứ hú mình nha. Rồi có 4 tấm pin Nhật nè. 4 tấm pin Nhật gửi cho anh Vũ Minh Tân. Vũ Minh Tân ha. Ở chung cư Nha Trang. Đường Trịnh Hoài Đức, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa. Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa ha. Đây. Hai tấm pin Nhật. Hai tấm pin Nhật là 4 tấm. Gửi cho ông anh mình ha. Anh Vũ Minh Tân. Đấy. Anh Vũ Minh Tân ngoài lấy 4 tấm pin Nhật này á, ảnh còn lấy cái hộp hồi nãy đó, cái hộp phụ kiện đó, đó ha. Đó thì tấm pin Nhật này hai tấm như thế này nè. Là 2 triệu 6, phí ship 200 ngàn nữa là 2 triệu 8. Đó, 2 triệu 8 mình gửi đi khắp cả nước luôn ha. Còn mà ra đảo là phí ship khác nha mọi người. Ra đảo có khi hai tấm này phí ship 300 mấy luôn. Tại vì đảo lúc nào nó cũng mắc hơn gần gấp đôi so với đất liền. Anh em nào ở ngoài đảo thì ráng như mình cái phần đó ha. Chứ phí ship ở đất liền thì nó 200 chứ ra ngoài kia phải hơn. Ở mình gói thì cũng khá là kỹ đó. Như anh em thấy á, là nè, mốt 3 phân nè. Nè, mốt 3 phân nè. Đây. Đây nè, mốt 3 phân nè. Là mình ốp bên đây một miếng, bên đây một miếng. Ở đây anh em không thấy là tại vì nó lọt lòng, không thấy. Đó là mốt 3 phân hai bên ha. Ví dụ như ở đây mình có một cái tấm pin Nhật nè. Một tấm pin Nhật nè. Thì anh em thấy ốp mốt 3 phân nè. Rồi tới tấm pin, rồi tới mốt 3 phân ở trong. Đó, nó hoành tráng tới vậy luôn anh em. Khi nhận hàng, đặc biệt là những tấm pin này nhận hàng á, là mọi người cứ mở camera lên đưa anh shipper, anh đứng anh quay giùm. Rồi mọi người mở ra xem cái mặt kính của tấm pin, không có nhìn gì hết trơn nha, chỉ nhìn mặt kính thôi. Ở mặt kính là quan trọng nhất và mặt kính là cái mà có thể hư. Thì anh em nhìn mặt kính, nếu mà ok thì anh em kêu shipper á, nó tắt điện thoại đi và anh em thanh toán tiền. Còn nếu mà mặt kính mà có vấn đề gì thì anh em gọi điện cho mình. Đó, hoặc là nói chung là gọi điện cho mình ha, cho nó chắc cú. Rồi mình sẽ hướng dẫn anh em viết biên bản, đem về nộp bưu điện để sau này chúng ta được đền tấm pin mới ha. Đấy, mình quay phim lại rồi cái video đó nó sẽ thành một cái bằng chứng rất là tốt để bưu điện nó đền hàng cho ông ta nha anh em. Chứ ông ta không quay lại nói ông ta tự làm bể nó không chịu đền. Đó. Mà những cái tình huống vậy là toàn là mình chịu không? Chứ không lẽ là để cho anh em chịu. Đó, cho nên mọi người cố gắng ha, nhờ shipper là đứng quay vậy nè. Đó, quay đơn giản thôi, quay giống như mình đang quay vậy nè. Đó, rồi mọi người đứng cứ mở 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 ra, lấy một cái dao nhỏ, chúng ta rọc 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 ra ta coi mặt kính ok rồi, ta trả tiền. Còn không ok thì đứng đó ha, đứng đó gọi điện cho mình. Ở trên cái đơn hàng lúc nào cũng có cái số điện thoại mình hết nha. Đây nè. Số điện thoại mình nằm đây anh em, cái mộc của mình nè. Đó. Gọi cho mình và ghi biên bản lại ha và đã xác nhận là bữa đó là có bị bể ha. Rồi giữ cái video lại để sau này bưu điện yêu cầu thì chúng ta sẽ gửi cho bưu điện cái video đó. Tấm pin lớn giá cũng mắc cho nên mọi người chú ý phần đó ha. Còn những cái đèn này nè, mọi người cũng làm vậy được luôn nha. Nếu mà anh em rảnh á, anh em làm vậy nha. Đó, khi mà khui ra đứng quay sơ sơ lại. Đó, làm vậy thì nó sẽ công bằng cho tất cả các bên luôn nha mọi người. Đó thì thôi em tiếp tục ha. Một cái quạt lưu carbon nha. Quạt lưu carbon em đang bán 1,5 triệu 50, phí ship 50 nữa thành ra 1,6 triệu. 1,6 triệu nha, lưu carbon đây, nó nằm đây. Đó, hôm bữa giờ em bán lưu carbon cũng khá nhiều đó mọi người. Mà em thấy là quạt này là ngon nha. Hôm nay xài anh em xài im re, không có ai phản hồi xấu gì trơn. Đó, mọi người mua và xài êm là được à. Không có ai gọi lại mét, mắng vốn gì hết là ok ha. Rồi, một tấm pin Nhật gửi cho anh Thế ở Bình Giang. Bình Giang, Hòn Đất, Kiên Giang là cái tấm này nè. Một tấm một thôi. Một tấm thì 1,3 triệu, phí vận chuyển 100 ngàn là 1,4 triệu. Một tấm một thôi ha anh em. Đấy là mình cũng bán luôn nha. Đấy, gói hơi cực công nhưng mà kệ. Anh em ủng hộ là vui rồi nha. Rồi lại một tấm pin Nhật nữa gửi cho anh Phùng Quang Hưng ở Đức Trọng, Lâm Đồng. Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng là cái này nè. Đây này, cái này nè. Đó, một tấm cũng gói luôn. Thì khi gói một tấm thì nó sẽ tốn. Thứ nhất là công, thứ hai nữa là hai miếng mốt. 21 đó là gần 50 ngàn rồi đó. Ha, 21 hai bên đó anh em, mốt ra phân là 50 ngàn đó. Công cán rồi giấy nè, giấy cặp tông nè.
Đó là khi mà gói xong cái tấm biên này á, là cái vốn mình bỏ ra nó cũng nằm chắc khoảng 60 ngàn á mọi người. Còn cái công người làm là chưa tính nha, không có tính công nha. Công là bỏ không nha. Còn vốn mình gói băng keo này kia là khoảng 60 ngàn á. Đó thì anh em nào mà có điều kiện mua được hai tấm thì ráng cố gắng hai tấm giúp mình. Còn anh em nào mà buộc phải mua một tấm vì điều kiện eo hẹp mua một tấm một thì mình cũng bán luôn nha. Chứ cũng không có gì, nhưng mà anh em có điều kiện thì nên nên mua hai tấm. Đó, vừa nhiều điện xài mà vừa giúp giúp đỡ người bán cho người ta gói cho nó có lời khá khá xíu anh em, chứ gói này cực lắm. Đó, than thở, tối ngày than thở. Thôi em tới đây kết thúc video ha. Em xin chào mọi người, chào anh em. Đam mê mua hàng thì hãy liên hệ mình. Bữa nay mình cũng đi được 1 2 4 1 2 3 5 6 7 8 cũng mười mấy đơn ha anh em. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ha. Trên điện thoại của mình bây giờ nó còn 3 đơn nữa nhưng mà gói hết kịp rồi. Bây giờ phải đi gửi thôi ha. Chiều nay thì về tiếp tục nha mọi người.